Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Linh Andy nhé. Nói chung là hôm nay thứ tư rồi, chỉ còn 2 hôm nữa là sẽ ra tướng mới mà lại ra đúng vào dịp Halloween nữa. Cho nên là rất chi là háo hức anh em nhé. Hôm nay thì mình cũng phải làm cái video để dự đoán xem là tướng mới có thể xuất hiện ở trong huyền thoại hải tặc cho cái dịp Halloween này là ai đây anh em ơi? Liệu rằng là Perona, Brook này hay là Nami hay là Uta phiên bản Halloween nhé. Thì anh em cùng mình khám phá luôn anh em ơi. Nếu như anh em là fan của huyền thoại hải tặc lâu năm thì đều đã biết rồi, từ trước đến nay huyền thoại hải tặc thì thường hay lấy cảm hứng từ các nhân vật trong game One Piece Treasure Cruise. Đấy, người ta hay gọi là cha đẻ của cái tựa game huyền thoại hải tặc này đấy anh em ơi. Nhân vật các kiểu trong đấy thì nó không chỉ về cái tạo hình mà kỹ năng kiểu khá là tương đồng với anh em. Và mỗi một dịp Halloween thì One Piece Treasure Cruise đều tung ra những cái nhân vật khá là quen thuộc nhưng với phiên bản đặc biệt đấy. Phong cách rất chi là ma quái, đặc biệt là phải kể đến như là Perona này, Brook này, Nami này, hay là cả Uta nữa anh em nhé. Ở trong cái tựa game One Piece Treasure Cruise thì có vị tướng Perona gọi là Itama, tạo hình xung quanh rất nhiều xi lanh anh em ạ, hơi nghẹo tí. Nhưng mấy con ma này trông khá là cute, không giống như kiểu là cái tựa game The Scourge, game tai ương gì mới ra dạo gần đây ấy, trông ủi ôi rùng rợn vách trưởng luôn. Ở trong này thì có hai con ma, mỗi một con thì đều cầm cái ống tiêm anh em nhé. Một cái là nước cam, còn một cái giống như kiểu là nước xoài ấy, bởi vì là vàng nhạt hơn. Xung quanh là nến các kiểu con đà điểu luôn nhá. Và anh em thể nhìn thấy cửa sổ có hình cánh rơi rất chi là Halloween này. Ở trên đầu của Perona thì cũng đội một cái mũ hay là cái khăn của y tá gì đấy, mũ y tá. Cũng có cái có hình con rơi luôn. Mà con rơi này rất giống logo của Batman nhỉ. Tóc của Perona thì vẫn hồng như vậy thôi, và đặc biệt là cầm cái quả xi lanh, nó giống như kiểu là ở trong đấy nó có siro anh em ạ. Thứ hai thì là Brook phiên bản Halloween anh em nhé. Anh em biết rồi, Brook được mệnh danh là linh hồn biết hát, người toàn là xương thôi, mặc dù trông rất là gầy gò, xương sẩu, động một phát là rụng hết. Nhưng mà với cái bộ xương đấy thì làm mình liên tưởng ngay đến sự kiện Halloween rồi. Bởi vì là sự kiện Halloween nào chả trang trí với bộ xương đấy đúng không anh em. Thì ở trong One Piece Treasure Cruise cũng đã có một vị tướng Brook phiên bản Halloween, đầu đội quả bí ngô trông rất chi là cute anh em nhé. Nói chung là phiên bản Halloween đây thì mình thấy đều rất là cute, kể cả con ma cũng thế, trông nó không kiểu là đáng sợ ấy. Nhưng mà riêng con ma này còn đội thêm quả vương miện anh em, trông rất chi là vua chúa đấy. Brook ở trong cái tạo hình này thì lại mặc ngay một chiếc áo của Juventus anh em nhá. Không biết là có phải đi tò vậy không. Trông rất chi là giống vượt ngục bởi vì chui lên từ lòng đất đây này. Vị tướng thứ ba đó chính là Uta phiên bản Halloween anh em nhá. Đây là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong các phiên bản sự kiện của One Piece Treasure Cruise anh em nhá. Tạo hình của Uta ở trong One Piece Treasure Cruise thì trông cũng khá là cute. Mặc dù có làm mấy hành động dọa nạt các kiểu con đà điểu nhưng mà vẫn rất chi là dễ thương anh em nhé. Đặc biệt đây là cái tạo hình mới với vị tướng Uta này thì ra mắt vào đúng ngày 30 tháng 10, tức là ngày hôm nay luôn này. Một vị tướng mới ở bên One Piece Treasure Cruise luôn anh em nhé. Nếu như anh em nào mà theo dõi mạng xã hội X ấy, thì sẽ biết cái thông tin là Uta này vừa mới ra mắt ở bên One Piece Treasure Cruise thôi anh em ơi. Và bởi vì là Uta rất chi là thích hát, thế cho nên là tạo hình cũng rất nhiều nốt nhạc các kiểu con đà điểu anh em nhé. Tạo hình của Uta ở bên One Piece Treasure Cruise ở phiên bản Halloween lần này trông khá là kín đáo. Và vị tướng thứ tư ở bên One Piece Treasure Cruise cũng có phiên bản Halloween, đó chính là Nami anh em ạ. Nếu như mà là Nami ở bên One Piece Treasure Cruise thì đây là một trong những cái nhân vật mà có tạo hình đẹp nhất trong 4 nhân vật mình vừa mới nêu tên anh em nhé. Vì mũ phù thủy các kiểu trông thề với anh em luôn, quá đẹp luôn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 5 quả bí ngô, 6 quả bí ngô, 7 quả bí ngô luôn, rất nhiều bí ngô ở trên màn hình của anh em luôn nhé. Xách thêm một cái giỏ, trong đấy có mấy cái chai trị giá 100.000 belly, có con mèo đen luôn, đúng kiểu Halloween anh em ạ. Con rơi thì rất là béo. Nhìn chung là tạo hình Nami Halloween ở trong cái phiên bản này cực kỳ đẹp. Thì với những cái vị tướng có phiên bản Halloween nổi bật nhất ở bên tựa game One Piece Treasure Cruise như thế thì mình sẽ mạnh dạn dự đoán tướng mới cho huyền thoại hải tặc là một trong bốn những cái vị tướng trên. Và cái thứ tự mà mình nghĩ đến thì đầu tiên là Perona anh em ạ. Vì Perona thì lâu lâu rồi cũng chưa ra mắt cái vị tướng nào mà nó thực sự là ngon lành cành đào cả. Mà rõ ràng đây là một cái vị tướng mà tạo hình rất chi là ma mị, rất phù hợp với sự kiện Halloween, phù hợp với cái không khí ma quái. Thứ tự số 2 mà mình nghĩ đến nếu như không phải Perona thì khả năng là Uta. Bởi vì là Shanh thì cũng vừa ra mắt rồi, mà Shanh với Uta thì chắc chắn là có một cái mối liên hệ, anh em biết rồi đúng không? Với cả là Shanh thì cũng là hệ minh mẫn, còn Uta thì là hệ thông minh. Đấy, mình nghĩ là như vậy nó sẽ hợp lý này, nó sẽ cân bằng giữa hai cái hệ hiếm đấy. Còn nếu như không phải là Uta thì mình nghĩ sẽ là Nami, phù thủy, quyền năng anh em nhé. Và cuối cùng thì sẽ đến Brook anh em nhé. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cùng nhau vẽ này, vẽ về bộ kỹ năng của mấy vị tướng đấy xem như thế nào anh em nhé, để cho nó phù hợp với cả dịp Halloween này. Perona này, Perona thì cái kiểu có khả năng là bóng ma ám ảnh đấy, tạo ra một loạt bóng ma làm chậm đối thủ, giảm sức mạnh tấn công của kẻ địch. Và chiêu cuối của Perona thì có thể sẽ giúp cho đồng đội hồi máu hoặc là tạo một cái khiên đấy để bảo vệ đồng đội.
Anh em thấy bộ kỹ năng như thế được không? Tiếp theo để mình vẽ thêm kỹ năng cho Brook nhé. Nếu như mà là Brook thì có thể kiểu phiên bản Halloween đúng không? Thì có thể sở hữu kỹ năng kiểu như là khúc hát đêm Halloween chẳng hạn. Đấy, một kỹ năng có thể hồi máu cho toàn đồng đội này, kèm hiệu ứng tăng tốc độ di chuyển cho đồng đội luôn. Đấy, khi mà tăng tốc độ rồi thì tướng của bên mình oánh cứ phải liên tòi tọi anh em ạ. Để mình nghĩ thêm cho Brook một cái skill gì đấy nhỉ? Có thể làm choáng đối thủ đi. Choáng đối thủ mà kết hợp cùng với cả Aceberos này, đấy, kẻ đấy cứ đứng im sau đấy là dính sát thương cuối lượt thì chả chết à, đúng không? Cái tướng thứ ba là Uta thì vẽ kỹ năng như thế nào cho nó hợp lý nhỉ? Uta thì có thể sở hữu kỹ năng gọi là giai điệu hoặc liên quan gì đấy đến hát hò đi, tạo ra một cái làn sóng toàn những cái nốt nhạc khiến cho đối thủ bị hoảng sợ, kiểu như là bị mê hoặc ấy, đứng im không sử dụng được kỹ năng, hoặc ít nhất là mấy cái nốt nhạc đấy có thể làm giảm khả năng phòng thủ của kẻ địch này. Bên cạnh đấy thì Uta cũng có một cái chiêu thức gì đó để giúp cho đồng đội tăng tấn công đi, cứ tăng nhiều tấn công và kết hợp cùng với cả meta sát thương chuẩn thì nó cũng hợp lý anh em ạ. Và cuối cùng là vị tướng Nami, để mình vẽ cho nó một bộ kỹ năng cho hợp meta nhé. Cũng có sát thương chuẩn luôn anh em ạ. Đặc biệt là sát thương chuẩn này thì còn có thể đánh lan diện rộng, kiểu như là đánh một đứa đằng trước thì nó dính sát thương chuẩn và sẽ đánh lan sát thương ra cái hàng sau, và hàng sau thì khi dính cái sát thương lan đấy sẽ bị giảm sát thương. Nghe được không nhỉ? Cũng hợp lý đấy chứ. Thì mình vẽ ra cái bộ kỹ năng như vậy nó cũng có lý do cả anh em ạ, bởi vì nó cũng liên quan một chút đến với cái meta game. Perona sẽ có cái khả năng là tăng cường khả năng khống chế đúng không, và bảo vệ đồng đội, tạo ra một cái đội hình phòng thủ vững chắc, giúp cho Aceberus cũng như là Karasu, một số cái vị tướng mình đang chơi ở thời điểm hiện tại ấy, có thể là gây ra được nhiều sát thương chuẩn và sát thương quý luật hơn. Còn đối với Brook thì Brook sẽ giúp cho đội hình trở nên đa dụng hơn nhờ vào khả năng hồi máu và tạo đột biến với các kỹ năng choáng như là tăng tốc độ. Và với vị tướng Uta như mà mình vừa vẽ ra cái bộ kỹ năng đấy thì nó cũng có cái khả năng là gây áp lực lên kẻ địch bằng cách là khiến cho đối thủ bị mê hoặc này, rồi thì búp cho đồng đội của mình tấn công các kiểu, nó sẽ tăng mạnh hơn. Còn đối với Nami thì nó sẽ cân bằng một chút giữa việc gây sát thương, có sát thương hàng trước rồi thì nổ sát thương ra hàng sau, đồng thời là giảm sát thương của kẻ địch thì khiến cho kẻ địch đánh mình nó không bị thấm nữa. Nhưng mà dù có là vị tướng nào đi chăng nữa thì anh em cũng nên chuẩn bị tài nguyên dần đấy. Mình thì cũng tích từ tuần trước rồi, nhưng bởi vì là nông dân thế cho nên là cũng mới tích được có hơn 100 thùng bia này, với cả hơn 200 cốc bia vàng thì phải, và đâu đó là 800 mì su may mắn rồi anh em nhé. Ok, thì trên đây thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em những cái dự đoán của mình cho cái vị tướng mới trong game huyền thoại tặc ở dịp Halloween lần này rồi. Thì không biết ý kiến của anh em như thế nào, và liệu rằng nhân vật nào sẽ xuất hiện, có phải nằm trong top 4 vị tướng mà mình vừa mới dự đoán hay không, hay là một vị tướng nào khác, thì anh em có ý kiến khác cứ để lại bình luận ở bên dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cho nó vui. Còn nếu như anh em thích mô hình One Piece phiên bản Halloween ấy, thì có thể click vào giỏ hàng ở góc dưới bên trái video nhé. Và chắc chắn là về cái tướng mới này thì cũng sẽ có thông tin vào chiều tối ngày mai thôi. Thì ngày mai chúng ta sẽ được kiểm chứng xem là dự đoán của mình có đúng hay không. Thì hẹn gặp lại anh em vào video ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.